Xin chào cô chú anh chị và tất cả các bạn trở lại với kênh Phan Cảnh Vlog. Hiện tại thì mấy anh thợ đang tháo hình nha để gắn lên mộ của cậu Năm cả nhà ơi. Để em quay cho cả nhà xem. Nếu mà bụi nhiều quá chắc có lẽ là phải đẩy cái đàn hoa. Ở đây thì mình làm hết rồi. Bắt đầu. Hai bức ảnh này ngay. Bức ảnh giống như là một cô nàng rất là đẹp luôn nè. Mời cho cả nhà xem này. Hai tấm hình này quá tuyệt vời. Anh này là bên quản lý hội viên nè, anh này biết. Cái anh đậu nước vàng này nè. Dạ, xin chào anh. Chào anh Thái đang vlog nha. Dạ. Không mà chào cái nó tự đặt điện thoại. Giờ là mấy anh đang chuẩn bị đang ướp cắt cái khung để ướp cái tấm hình còn Năm vô. Anh đây anh đang làm cái gì mà anh chỉ ai vậy ta? anh đang nói gì mà anh chỉ về hướng đất mà nhỏ à. Anh chỉ tay về hướng phần một của em đó, anh đang chỉ đặt cái gì đó cho anh chị mày đáp nó mình vào mày sau một này. À, cắt gạch cả nhà ơi, anh đang cắt để ghép hình vô cả nhà. Hôm nay thì ngày bạn là cậu Năm Du Linh tập hợp một cái nút vàng, cái nút kim cương quá là to luôn ha. Nhà ở trên nhà thì rất là ngày lúc ngày hôm qua xảy ra rất nhiều chuyện ảnh, nhưng mà lại một nhắn tiếp tục với công việc còn dang dở. Mày hôm nay là đã có hình rồi. Bây giờ bắt đầu là đứng hình vào bộ thì cả nhà xem video của Phan Cảnh Vlog thì cả nhà cho Cảnh một like và đăng ký kênh cả nhà ơi. Cả nhà xem kênh ủng hộ cho Phan Cảnh Vlog nha cả nhà. Rồi, ok luôn, ok anh. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đăng like hả? Quay. Rồi, yêu thương anh hãy ủng hộ anh trai luôn anh chị cả nhà ơi. Anh trai gấp ảnh lên mộ của Năm cả nhà. Anh tên gì anh? Anh Thợ. Hôm qua là anh mài đá anh tên Nhất. Anh tên gì anh? Này anh Đại quá. Tên Nhì. anh đại anh này anh đại đi rồi bây giờ anh đề ban cái đi anh nổ máy cái kìa. Bây giờ anh Duy Minh đang đem thêm hai cái bạc nữa cho anh không. Mà phải nói là nó đó đề ba anh đề ba bắt đầu chuẩn bị khởi công của nhà ơi. Đó, đây rồi ơi, con mắt đây rồi ơi. Anh đã đây. Ủa, hôm nay có cái này mới nè. Có một tấm ảnh mới nè. Bắt xanh cỏ xanh mới. Bắt rồi ơi. Thì anh đang chuẩn bị máy móc để chuẩn bị cắt gạch cả nhà ơi. Cắt âm vô một khúc để ốp hình vô cho nó đẹp quá cả nhà. Để em đây chị quay chỗ cho nhà xem nè. Đó, cái chỗ đó là anh em sẽ cắt để ốp hình luôn cái nè. Rồi anh thợ đang đề ba cả nhà ơi. Đang đề ba máy đây chuẩn bị khởi động máy đang cắt gạch. Hôm nay ngày rất là quan trọng cả nhà.
ngày đó là ốp hình mẫu của cậu Năm đó cả nhà ơi. Thì em có mặt từ lúc 5 giờ sáng để ở đây trực tiếp ở đây để quay những video chia sẻ cho cả nhà biết vì gắn ảnh mẫu cậu cả nhà. Thì cả nhà xem video nhớ cho cảnh một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Vội lắm thì để coi tình hình nó như thế nào đây. À, anh có nước nữa kìa. Sử dụng nước nữa cắt nó đeo cái nó không nóng, nó không nóng, nó không bị cháy cái nữa chưa. Cắt cho đầu lâu tới đó luôn. Anh trai anh mở quạt anh đưa vào cái bông anh lấy gì lên cái bông đó anh đem vô nó bự lắm cái bông anh dở lên nó không có dính anh lấy xuống không à, lấy cái bông của tôi như lấy xuống đi anh lấy bình thường đưa đây đưa em dẹp anh cái bông của tôi như lấy bó bông vô nhà để cắt gạch bụi lắm cả nhà bay lên rồi coi ở ngoài kia luôn đi. Đó không? Tới đầy tăm ấy. Bây giờ đợi cho nó ảnh phải làm xong rồi mình mới biết chọn cái vị trí được rồi. Đúng không? Cả nhà xem video nhé, ủng hộ cho cảnh Phan Cảnh Vlog một đăng ký một chia sẻ cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì em xin kết thúc video đây luôn cả nhà ơi. Hẹn cả nhà ở video kế tiếp. Em sẽ cập nhật mới nhất ở video kế tiếp cho cả nhà được biết nha.